À, xin chào mọi người. Đây là cây cúc bi đã ghép được 1 năm. Rất là sai nụ nè. Một năm á. Liền đầu liền cốt hết rồi. Rất là sai bông á. Nói chung bông cúc bi thì nó màu đậm. Màu đậm bông vừa vừa, cũng không có to quá. Được cái là nở rất là đều quá. Ở Bình Định đó có giống này giống kia đó, nhưng mà người ta vẫn khi mà làm mai ghép người ta vẫn lựa giống cúc bi người ta làm đó. Một cái nụ quá nè, nó bự trẻ nha, nở rất là đều, không có bị rụng nụ quá, rất là dễ nuôi đó. Thích hợp ghép mấy cây bonsai rồi quá, bông nó cục cục chùm 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 nhé. Này ghép 1 năm nè. Khi nó đã liền đầu rất là lẻ lớn á. Mấy cây này anh em về trồng đất rồi quá. Chúc cho anh em xem cái hình mẫu á. Hình mẫu trong triển lãm có cây cúc bi á. Người ta đi triển lãm cách đây cũng 4-5 năm liên tục á. Hoa rất là đạt á. Bông như trái banh, bông cực chùm 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 nha. Đối với dòng này á, có kỹ thuật nuôi là anh em đừng có để thả. Anh em bấm cùi 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 thế này nè. Nuôi mập xương mập cốt á. Bông rất là đạt. Ở thời điểm khoảng tháng 5 âm lịch nè, chúng ta xuống lá hàng loạt á để mà tạo nụ lại. Chuyện dòng mà tạo nụ rất là lẹ. Tháng 4 tháng 5 xuống lá hết à. Tạo nụ lại. Nụ non nóc hết trơn á. Nói chung cái dòng này á, nếu mà xét về thị trường mà chạy giống á thì nó không có chạy bằng mấy giống khác á. Tại vì mỗi cây mai đẹp á, nguyên thủy ưu hộp lên mai đẹp người ta đặt ra một tên á, không có chạy giống, mà cái này nó còn bền hoài á, giống cũ mà đi chợ rất là bền á. Vậy mấy miền Nam á, 1-2 năm nay thì chạy giống rất là nhiều á, nhưng là từ từ á, qua một vài cái Tết thì cũng lọc ra hết à. Còn cúc bi này nó tồn mà tại được á. Cúc bi Bình Định người ta làm đâu ra cả chục mười mấy năm á, đường chú sinh á. Này trồng đất á, bonsai anh em cắt lùng lùng thôi, đừng có ham để nhánh nhiều như mấy con giáo á. Bấm cùi 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 thôi. Nụ nè, đặt lừ luôn á. Úc bi nè đó. Này, khi mấy anh em nói nha, mới năm đầu vậy á, bập chợp á, nói nó khó nuôi rồi nó chậm lớn rồi á, nhưng mà đi đường dài mới biết. Giống này giống đi đường dài á. Không mà bông màu đậm á, bông nó vừa vừa thôi, nó cỡ 3 ngón tay à, cỡ 4-5 phần á, rất là dễ chơi, nụ rất là sai á, sai hoa sai nụ. Khi đã liền cái cây gốc nhớt ghép nè, nó đã liền cốt rồi á, thì nuôi rất là nhanh á. Nuôi lẹ dữ lắm. Còn thời gian đầu năm đầu anh em nuôi rất là cực á. Bởi vì mua giống mà sau này á, mấy anh mua mấy cây nhỏ nhỏ mấy anh nuôi không được á. Anh yêu cầu cho nó lớn lớn chút, nó có mắc tiền hơn chút á. Thay vì mua cây giống 70.000 nhỏ, giờ mua cây 100.000, 150.000 gì đó. Dễ nuôi. Chứ anh em mua cây 70.000 có chút xíu á, anh em về nuôi 1 năm nữa chưa chắc được vậy á, khi chết luôn á. Cái này thì mình có bán lẻ. Cây giống này là 100.000 cây. Ghép cả năm rồi, có bông chơi luôn. Bao ship từ 4 cây. Còn mua ít thì thêm mấy chục ngàn tiền phí nè. Cái này thì có cúc hương, cúc bi nè. Cúc bi, cúc thọ hương, cúc rồng bay, lại cúc vip. Có 4 giống. Nó cũng chung mẫu thế này nè. Cúc thọ hương nè. Nuôi bấm chặn thường lên nụ nhiều. Cúc rồng bay. Nói chung cũng rất là lẻ lớn, rồng bay lẻ lớn lắm. Nhánh nó vương dài dài không à. Vậy nuôi nó cũng biết ý á. Bấm chặn là giống thôi, nó thả cái đọt nó dài thòn vậy.
rồng bay á, rồng bay phượng múa vậy nè, đặt, đặt tên á, vì cây mẹ của nó là hình rồng bay á, người ta đặt tên luôn, bông rất là đẹp á, cúc bi, cúc rồng bay, cúc thọ hương, cúc viếp á, những cái giống tuyển chọn à, bông đẹp á. Còn cái giống được làm nhiều ở Bình Định á là giống cúc bi nè, với lại cúc quang diêu á, như cúc lá gai nè, bông bự á, nhanh lớn. Giới thiệu anh em dòng cúc bi á, anh em nào có sưu tầm chơi rồi á cũng nắm kỹ thuật nuôi á, giữa năm ta lại lá nè, này giữa năm nè, nụ no nóc hết trơn, nở luôn nè, giữa năm lại lá, với lại nuôi kỹ thuật nuôi bấm con tàn thường, ra đọt là bấm, ra đọt là bấm á, bấm chặn á thì nó trổ mới đạt được, chứ để thưa thưa nó trổ không có gơm á. Tháng 5 lặt lá làm nụ ở miền Nam, còn ở miền Trung thì nó điều kiện nó khác biệt hơn. Ở miền Nam thì thời tiết rất là thuận lợi, trồng mai gần như là phát triển quanh năm không, không có thời gian ngủ đông gì hết trơn á. Ở miền Nam bì nè, đã chưa. Rồi như thường lệ kết video thì anh em xem lại cái hình mẫu á, làm gì nó cũng vậy, có mẫu người ta làm theo nó dễ á. Có người ta làm trước, người ta chê trước à, chúng ta cứ bắt chước theo thôi, khỏi có đắn đo nữa. Chứ mà làm người tiên phong á, không biết đường đâu mà học á. Có người đi trước à, người ta học rất là dễ á, có mẫu làm sẵn á. Rồi, chúc anh em xem video vui á. Cúc bi nè, ghép một năm ra, cứng cáp, có bông chơi luôn. Giá 100.000 cây, bao ship từ 4 cây, anh em mua ít hơn thì thêm mấy chục ngàn tiền vận chuyển nữa ha. Hay gì em ta trồng đất cũng được á, trồng đất á, đựng cây ghép chuẩn rồi. Anh thường hay hỏi mà mai zin á, mai zin thì mỗi cây là một nét á, chúng ta phải đợi nó ra bông người ta mới biết chuẩn hay không. Mấy anh thường hay nói Thủ Đức zin, Phú Tân zin á, zin thì không thể nào giống cây mẹ được, chỉ có ghép ha, ghép là giống cây mẹ. Đây, đây là cúc bi, lâu quá mới trở lại nha, dòng chơi bền á, chơi hoài còn hoài.